Cách định dạng đề theo chuẩn. Để thực hiện nhanh, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta nhấn tổ phím Ctrl H, gõ câu, dấu cách. Sau đó chúng ta chọn More, chọn Special, chọn Any Digit, có nghĩa là ký tự số bất kỳ. Chúng ta sẽ in đậm cả dấu chấm. Tại mục Replay With, chúng ta sẽ click vào mục Format, chọn Font. Sau đó chúng ta chọn in đậm và OK. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Replay On. Như vậy 9 vị trí đã được thay thế. Tiếp theo chúng ta sẽ sao chép ký tự số này, tiếp tục chọn Replay On. Như vậy 19 vị trí đã được thay thế. A chấm. Chúng ta sẽ thay thế bằng in đậm tương ứng và chọn mét cây để phân biệt chữ in hoa và in thường, để chúng ta không thay thế A chấm ở đây. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thêm định dạng, đó là chúng ta chọn màu đỏ để chúng ta dễ dàng quan sát khi thay không đúng vị trí. Sau đó chúng ta click vào mục Replay On. Như vậy thay thế 28 vị trí rất chính xác vì chúng ta có 28 câu hỏi, chọn OK. Tương tự như vậy B, chọn Replay On.